tôi chưa làm cái kênh to cả TV và chú kèo vào video các bạn đuôi cho tôi một like, một subscribe và cũng như là cho mọi người đồng sinh tốt tim nha. Hôm nay là quả là một ngày rất là đẹp trời luôn nên tôi quyết định tôi sẽ lên mạng xem thử có gì hay có gì trên để coi thử không các bạn ơi. Cái gì vậy trời, hôm nay xài mạng như vậy là đủ rồi các bạn ơi. Tên ghê là cái gì vậy, các bạn có biết không? Bạn nào biết thì comment ở dưới cho tôi biết chứ tôi không hiểu cái đó là cái gì hết trơn á. Thôi được rồi, để tôi đi vô làng tôi chơi với mấy người trong làng xin tối để tôi tỉnh táo lại coi chứ tôi không có hiểu cái gì hết trơn. Ok vậy, hai người kia đang làm cái gì? Tên ghê. Cái gì lại là cái gì mà tên ghê? Ôi, cái gì? Huy với Dắt đang làm cái gì vậy? Hello Toga, Toga. Đừng nói là hai người vừa mới coi trên hả TikTok YouTube gì nha. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy các bạn ơi? Trời ơi, nó đã xâm nhập tới đây luôn rồi hả trời? Chắc là chị Nabi cũng đang hoang mang giống tôi luôn các bạn, gây khổ thiệt chứ. Nãy giờ chị hoang mang lắm nhưng mà chị hiểu rồi. Tên ghê. Cái gì vậy trời, kỳ cả. Chị Nabi mà chị Nabi cũng tên ghê là sao trời ơi? Thế giới này nó loạn hết trơn rồi các bạn ơi. Thôi được rồi để tôi thử coi tên ghê. Trời ơi, tôi không biết tôi đang làm cái gì luôn đây các bạn, nhưng mà kệ, tên ghê tên ghê. Tên ghê mệt quá mọi người ơi, không có nhảy nữa đâu rồi. Mọi người ơi, nhìn chơi kia nhảy một hồi mà tối hồi nào không biết luôn á. Thôi được rồi, mệt quá mọi người ơi, chắc ai về nhà nãy thì lần sau không có coi chen. Ôi từ, sao tiên mọi người có nghe cái tiếng gì nó phát ra trong cái bụi kia? Để tôi kiểm tra vô trong cái bụi coi. Ôi kìa, cái gì vậy mọi người nhìn kìa. Trời đất ơi, đây chính là nhân vật trong video mà sáng giờ tụi mình coi và tụi mình bắt chước theo mọi người. Creepy quá, tôi sợ luôn á. Tôi cũng nhìn hơi đáng sợ một chút xíu các bạn ơi. Nhưng mà bạn tên ghê gì đó, tụi tôi sắp phải về nhà rồi nên là chắc không sao nha. Tên ghê, tại sao? Cái gì, sao giọng của tên ghê đổi chậm quá vậy? Tụi tôi nói là tụi tôi sắp phải về rồi nên là không cho nhảy chung đúng rồi đi trời ơi. Tụi bay nhảy bài của tao mà lại không cho tao nhảy chung, ai trời ơi. Sao giờ nhìn đáng sợ hồi nãy rồi, từ từ bình tĩnh luôn tay ơi. Trời ơi, nhìn nó đáng sợ quá, vô đánh mày nè, đánh mày nè. Ủa sao đánh không được gì? Cái gì vậy, sao đánh không có si nhe gì hết trơn vậy? Tên ghê. Huy ơi, tao nghĩ mày nên lùi lại đi lắm ơi. Huy ơi, coi chân kìa, nó đang lùi lắm chân kìa. Ôi, Huy đã bị lùi vô cái bụi rồi. Trời ơi, chết rồi. Giờ sao đây, Huy nó bị con tên ghê gì đó lôi vô bụi, sau đó bắt cóc mất tiêu rồi coi. Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì, nó ở đằng sau kìa, chuẩn bị chạy đi. Nó đâu được đâu rồi, chạy đi, nhìn cái thân thế nó chạy kìa, chạy chạy lẹ đi chị nè bây ơi. Oh my god, ta hãy tới một cái nơi an toàn đi trước khi nó tới kìa. Chạy tới kìa, nhìn nó kìa, nhanh lên lùi lại. Chúng ta phải kiếm cách gì đó để trốn khỏi cái con tên ga đó thôi. Trời ơi, trời đất ơi, nó đang ở gần đây đó, phải làm sao đây? Bây giờ hết hồn rồi. Ok, ông nhân làng là sao, ông có thể giúp tụi tôi hả? Ta có một nơi rất là an toàn cho nên đi theo ta đi. Ok, đi nhanh lên. Tên ga đi kìa, nhanh lên. Đi theo ông nhân làng tôi, các bạn biết đâu chúng ta sẽ tới được một nơi thiệt là an toàn. Đây chính là nơi an toàn mà ta nói nè. Căn nhà đó sao? Nhưng mà nhớ là không được mở cửa cho đến khi 6 giờ sáng đó nha. Cái gì 6 giờ sáng hả? Tại vì nếu các người nghe tên Tanga đó mở cửa, các người sẽ bị hắn lôi vô bụi. Và kết cục thì người cũng đã biết rồi đó. Tôi biết rồi, nó sẽ giống như là Huy nấp hồi nãy đó mọi người. Thôi được rồi, tôi nhớ rồi, ông dân là ai? Tụi tôi sẽ không bao giờ mở cửa cho tới khi trời sáng đâu các bạn. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi vô bên trong căn nhà an toàn này. Tôi vô đây. Ê, tôi gà hay là mình kêu ông dân lại vào đây luôn đi. Đúng rồi, ông dân làng ơi, vô đây luôn đi ông dân. Tên ga. Cái gì vậy ông dân làng? Ông bị lôi vô luôn rồi. Trời ơi, ông dân làng ơi, ông giúp mình, sao đâu ông vô luôn rồi. Tội nghiệp ông dân làng thì chụp cái kìa. Tên ga kêu. Ôi, đi chỗ khác đi. Ôi, may quá, mình đã kịp khóa cái cửa này lại nên ngươi sẽ không.
không đi vô đây được đâu. Mọi người ơi, chúng ta hãy xem qua cái căn nhà mà ông Hà dân lại đã dẫn chúng ta tới đi. Ở đây là cái gì? Wow, đây chính là một nơi chúng ta có thể quan sát camera xung quanh nhà của mình đây. Các bạn đi xem thử cái tên Tenga nó đang ở đâu. Còn đây chính là những cái cánh cửa mà chúng ta có thể mở ra. Ui ôi, đóng lại nè. Wow. Đâu? Wow, chúng ta có thể đóng mở cửa ở đây và chúng ta sẽ quan sát ở ngoài đây các bạn. Nếu mà có Tenga ở gần là chúng ta phải đóng cửa ngay nha mọi người. Tôi kiểm tra xem thử Tenga đang ở đâu rồi. Ủa Tenga hả? Kiểm tra camera sao được rồi các bạn, để tôi dùng camera xem thử nó hả xài như thế nào nha mọi người. Và ở đây có vẻ không thấy Tenga. Ở đây Tenga đâu rồi ta? Có vẻ tạm thời không thấy Tenga. Từ từ mọi người, để tôi zoom gần lại chút xíu coi. Nabi ơi, dắt nhìn kia, Tenga đang núp sau bụi nhìn tụi mình đó, coi chừng nha. Ôi trời ơi, An vẫn đang đứng đó kìa nha các bạn ơi. Chúng ta cứ ở yên trong đây đóng cửa lại, sợ gì tôi gà. Hả, cái gì ở yên trong này và đóng cửa lại? Ồ đúng rồi á. Nếu vậy thì Tenga đâu có vô được. Không có được. Ở trên đầu mình nó có một cái thanh tên là thanh năng lượng. Nó đang giảm kìa mọi người. Để tôi mở ra. Ui, hình như năng lượng nó đã hết giảm rồi kìa mọi người, thấy không? Chỉ cần chúng ta đóng cửa là thanh năng lượng nó sẽ giảm. Và khi nó hết năng lượng một cái, tất cả các cửa nó sẽ được mở đó. Nên là chúng ta phải xài thiệt là tiết kiệm. Mở hết cửa rồi chưa mọi người? Mở hết cửa chưa vậy? Mở rồi. Ok, như vậy là ổn rồi đó. Thanh năng lượng của chúng ta đã tạm đứng kia. Để tôi gà kiểm tra camera thêm coi con nó ở đâu rồi. Cái chỗ hồi nãy nó đang đứng đó. Ui kìa. Ui các bạn ơi, hồi nãy rõ ràng là tôi nhớ nó còn đứng trong cái bụi cây này mà sao bây giờ nó mất tiêu rồi. Chơi rồi. Chúng ta phải đổi cam gấp. Nó trốn ở đâu á mọi người? Không thấy luôn. Các bạn có thấy không? Đừng quên comment cho tôi biết bây giờ. Rốt cuộc nó trốn rồi. Từ, các bạn kêu là đằng sau cái bụi cây kia anh. Wow, đúng rồi. Cảm ơn các bạn. Tôi đã thấy rồi. Mọi người nhìn kìa, nó đang núp sau cái bụi cây. Ôi, nó đang nhảy cái gì kìa? Trời ơi, nó đang nhảy điệu nhảy tay cậu kìa. Ôi, nó đang chạy tới chỗ chúng ta kìa, đóng cửa lại. Trời ơi, nhanh lên, phải đóng cửa lại. Ôi, nó tới kìa, đóng lại. Mày nè con. Ôi giời ơi, nguy hiểm quá đi coi. Trời đất ơi, ôi, sao nó đổi giọng rồi vậy mọi người? Ôi trời, sao bây giờ giọng nó cute dễ thương quá vậy? Bạn nghĩ tôi có nên tin Tenga này không hay là chúng ta nên đóng cửa như vậy? Ôi, lỡ như cho nó vô nó hết làm hại mình cũng được, cái tô gà thử đi. Có nên tin hả? Không nên tin nó đâu. Nó chỉ giả vờ lừa, nhớ lời ông dân làng nói không? Đó chỉ là không được tin cái con Tenga này mà mở cửa cho nó. Chúng ta sẽ phải cố gắng chịu đựng cho tới 6 giờ sáng là chúng ta sẽ thắng thôi à. Hình như nó đi rồi các bạn ơi, may quá đi à. Chúng ta phải mở cửa ra để tiết kiệm pin. Cậu trời, sao thanh năng lượng của mình còn sắp xíu vậy? Chết rồi mọi người, nếu với nguồn năng lượng như vậy chúng ta sẽ không thể nào trụ tới sáng đâu. Mọi người đi phụ tôi tìm ra thêm mấy cục pin để bỏ vô cho năng lượng nó tăng thêm xíu đi. Ôi, bên này sẽ có rồi. Có không chị Nabi ơi? Bên này gà, bên này có pin nè. Đâu đưa cho tôi. Wow, hay lắm nhất rồi. Được rồi, chúng ta đã có battery, đó chỉ là nguồn năng lượng rồi. Để tôi là quăng vô cái này coi. Hay cha. Ôi, Nabi dắt trên kia. Cái năng lượng nó đang tăng lên kìa các bạn ơi. Wow, gần đầy thanh năng lượng luôn kìa mọi người. Tuyệt vời. Nếu như vậy thì chúng ta có thể cố gắng sống sót thêm một chút xíu rồi. Để tôi kiểm tra camera thêm coi. Được rồi, để coi. Ôi, hết hồn rồi. Ôi trời ơi, lần này nó đứng trước cái camera của mình, nó hù tụi mình luôn này. Rồi, lần này người muốn làm gì hả tên kia? Người không làm gì được đâu. Tenga luôn có cách. Ơi, nguy hiểm rồi mọi người. Như nó đang có kế hoạch gì. Bây giờ chúng ta đóng hết cửa lại cho nó an toàn. Đóng lại. Được rồi, bây giờ người ngon thì người vô đây đi. Ta đóng hết cửa lại rồi đó. Được rồi, cái gì vậy? Ta bị lùi lại, coi chân kia. Nó đập ở xuống đất của tụi mình. Sao đó, nó đang đưa cái tay vô kìa. Bây giờ phải làm sao đây? Ôi, đây có cái nút gì nè tô gà. Ok vậy cha. Wow, đây là cái nút giật điện à. Bấm vô mày nè. Wow, giật đi. Ôi, đừng. Mày cũng quen đúng không? Cái tay, ôi, cái tay nó đã ôm mày nè con. Dắt cứ lo phần giật điện cho tôi nha. Rồi, để tôi mở hai cái cửa hai bên này đây à. Mở hai cái cửa an toàn rồi. Bây giờ cứ giật điện đó thôi cho ai. Mình sẽ tiết kiệm được năng lượng của mình. Cũng như là giật điện đó. Đúng rồi. Giật điện tiếp đi, chắc là giật điện tiếp đi. Giật điện. Ok. Cái gì kìa? Ủa sao kìa? Ôi Nabi ơi, Jack ơi, sao cái nút này nó không hoạt động? Ơi đừng nói là cái này nó bị hư rồi nha. Ôi không, chết rồi mọi người ơi, lùi lại, cái tay nó đang thò lên kìa, lùi lại đây. Chết rồi, nó đang vô đây kìa. Wow, nó chui từ dưới lên. Ôi, nhưng mà sao bây giờ nó bự quá vậy? Tenga, tụi bay chết chắc rồi nha. Ôi, chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ôi, Jack bấm thử coi, bấm vô nút thử coi. Wow, cái gì? Ủa cái gì? Wow, trời ơi, có một cánh cửa, nó đã tách biệt căn phòng hồi nãy với hai thằng cai căn phòng mình còn lại rồi. À, tụi bay ra. Này thì Tenga với chúng tôi là được rồi, để kiểm tra camera tôi coi các bạn. Nó đang chạy qua bên chúng ta kìa, đóng cửa lại đi ơi, đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại, đúng rồi. Hay lắm, Jack ơi, con Tenga kia.
kìa, ngươi ngon thì ngươi vô đây. Bây giờ nó đang đứng ở ngoài, nó đang rất là tức giận kìa coi. Ngươi không có vô được căn nhà của tụi tao đâu, cái con tên ga tên ga kìa. Nó bỏ đi rồi kìa coi, trời cái dáng nó đi khó chịu thiệt chứ, nhìn nó tức thiệt. Tụi mình hết pin rồi Tô Gà ơi. Cái gì hết pin rồi sao, chết rồi coi, không còn năng lượng để nạp vô. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải tiết kiệm. Ôi từ từ, hình như đang ở đằng kia kìa. Ta sẽ chịu hồi những đứa con tên ga của ta. Cái gì đứa con tên ga? Ôi cái gì vậy, sao mà nhiều tên ga tên ga, các bạn nhìn kìa. Bây giờ phải làm sao đây, giặt nạp ơi. Nhanh lên kìa mọi người, tụi nó tới. Ôi, rồi kìa. Ôi, ôi rương cái này. Ôi con tên ga, ôi đâu. Wow, trong đây có vũ khí nè mọi người, bắn nó đây mà mày đi rồi. Mày đi rồi. Wow, rồi tên ga mày. Ôi, my god, đáng sợ quá vậy. Hết chưa vậy? Hả? Cái gì? Ôi, nó đang chịu hồi tép kìa, giặt anh Abby ơi, bắn phụ tụi ơi. Ôi, tụi nó đang vô kìa. Trời ơi, sao tụi nó càng ngày vô càng đông vậy? Trời ơi, tên ga nè. Ôi, trời ơi. Ha, chịu thôi thêm những đứa con nè. Cái gì chịu hồi thêm nữa sao? Cái gì mà nhiều quá? Bên đây. Ôi kìa. Ôi, bên này đây là chết rồi. Tên ga. Nó xâm chiếm chỗ tụi mình rồi. Ôi, ơi. Chết rồi, mọi người ơi, đông quá đi à. Giờ sao tụi nó xâm chiếm chỗ đây rồi. Chết rồi, chúng ta phải tách căn phòng này ra thôi. Dạ, nhanh lên, dân ơi, đóng cửa lại, dân ơi. Đóng cửa lại. Ôi, ơi, may quá đi à. Coi, tụi nó đông tới mức mà tụi nó xâm chiếm nguyên một căn phòng bên kia luôn rồi. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn một căn phòng cuối cùng để đánh bại được tên ga thôi coi. Bây giờ để tôi kiểm tra camera tiếp coi. Bên này có vẻ không có gì rồi nè mọi người. Hình như nó đã bỏ đi rồi. Không lẽ nào nó đã đầu hàng rồi sao tên ga? Để tôi chuyển cam thử coi sao tôi. Giấc ơi, đóng cửa lại. Lần này nhìn nó ghê lắm. Nhanh lên đóng lại rồi. Nhanh lên. Đóng lại. Giặt tẩy cái hình dạng nó không vậy. Ôi ơi, cái mặt nó kìa. Bây giờ nó đã trở nên khổng lồ và hình dạng rất là dị thường luôn. Nhìn nó như con nhện như tôi gà. Đúng rồi, và nó còn rất là đáng sợ nữa cơ. Qua qua đây tiếp này, đóng cửa lại. Mày nè con. Trời ơi, tên ga. Nhưng mà thanh năng lượng của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi. Mà trời cũng sắp sáng rồi, giờ chúng ta chơi liều rồi, chúng ta để cửa vậy đi. Chơi liều luôn sao, chúng ta để cửa cho nó hết năng lượng rồi, đúng rồi. Nãy giờ cũng lâu rồi đó ha mọi người, nhiều khi chúng ta trời sắp sáng rồi đó mọi người ơi, cố lên, chúng ta cố gắng trụ tới sáng nào. Tên ga. Ơi chết rồi, ăn đang cười kìa bạn. Trời, thanh năng lượng nó hết rồi kìa ơi không. Ôi, trời tối luôn rồi, ơi. Ừ, trời đất ơi, xung quanh nó tối thui vậy. Đồng nghĩa với việc cửa nó cũng sẽ mở hai bên luôn rồi kìa. Chết rồi, âm thanh đó nó lại vang lên. Cái âm thanh đó ghê quá các bạn ơi. Chúng ta chờ tới sáng thôi. Nó đã bò vô tới đây luôn rồi kìa, mọi người nhìn kìa ơi không. Chúng ta không lẽ đầu hàng sao? À cái gì, dùng súng à. Đúng rồi, mày bao nó đi, chỉ còn cách đó. Ôi trời ơi, súng tôi phát đạn rồi. Tôi cũng vậy, hết luôn rồi. Các người có cho ta nhảy tung cộng hả? Chết tụi mình rồi Tô Gà ơi. Ê, trời thiệt ba rồi, cho nhảy đó. Vậy thì nhảy chung. Cái gì? Ôi, sao nó biến nhỏ lại rồi kìa? Ủa là sao? Ui tự nhiên điện bật luôn rồi đây. Ủa cái gì, từ đầu mà cho nhảy chung à? Là sao? Đừng nói là nãy giờ ngươi chỉ muốn nhảy chung với tụi ta nha. Cái gì, đừng nói là vì chuyện đó nên là chuyện này nó mới xảy ra rồi. Trời ơi, rồi cho bây giờ cho nhảy chung với rồi sao nữa? Trời ơi, okay, nhảy chung đi mọi người. Tên ga. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Các bạn, tên ga không có muốn hại tụi mình, mà tại vì từ đầu tụi mình không cho nên tên ga giận, nên là tên ga mới làm vậy. Đi rồi, trời đất ơi các bạn ơi, thì ra là vậy đó, mọi chuyện nó không đáng sợ như tụi mình nghĩ, mà chỉ là tên ga chỉ muốn nhảy chung. Trời, chạy nhìn đi cái thế kỳ khó chịu rồi kìa. Thôi được rồi, vậy tên ga không làm hại tụi tôi là được rồi. Chúng ta về làng sẽ tốt, chúng ta cùng nhảy rồi. Các bạn có muốn nhảy cùng mình với điệu nhảy đâu thì các bạn hãy cùng nhảy, và nhớ bấm like subscribe cho video này nha. Được rồi, còn bây giờ thì hãy bấm vô video trên màn hình để coi video khác của tôi Gà. Còn bây giờ thì bye bye các bạn nha. Tên ga. Chết đâu, tên ga.